Ơi chàng ơi, nón lá là ai? Ai là ai? Chồng mà nhìn đẹp quá chị em, đẹp như là em vậy đó. Xin chào chồng đó. Phải không? Trời đất ơi, em với em chồng đúng không? Chồng nón đúng không? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, mỗi lần mà ra xứ Huế là anh mua vài cái về tặng cho bà con vậy đó. Em ơi, dạ. Em thấy gì không? Em thấy gì ạ? Vui thay việc làm thờ nón, làm ra bao nón bài thơ, nón trắng công trường đồng ruộng đẹp như hoa nở bốn quá em ơi, mà em cũng đẹp nữa. Trời ơi, vừa. Ừ.
tặng cho đời. Em biết anh tặng cho đời cái chi nữa? Dạ tặng cái chi à? Tặng cho đời chiếc nón bài thơ. Lòng nước non đợi chờ tình ta chín đò, cho phần thâm duyên xanh lá quyền xanh rừng. Thank you.